ơi, Tám Kim ơi. Chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Trời ai đó. Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm tính kiếm Kim xỏ chỉ chơi mà. Nè nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này tích đích mẹ nó rồi. Không có xỏ được đâu cưng ơi. Chị nói sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chỉ xỏ Kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. À, bữa nay tôi qua đây thăm chị. À. Với lại có đem chị cái này nè. Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị cái mê. Lần nào qua cũng quà cáp hết trơn trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái đó. Gì đây? À. Qua tờ mê lồn. Qua tờ. Quá. Cái gì vậy ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi, cái này làm sao, à, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Water là nước nè, melon, nước melon mà, nước melon tôi uống đâu có được, nó xuống máu ông ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết rồi, qua tờ nghe. Bà nó có đầu óc bà không, nào ông nghĩ bậy bạ không à? Ờ, cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hổng rồi chị không có đi đâu chơi sao? Thôi, đi bị thấp khớp đi ra đường đi mệt quá, không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không? Già từng tuổi này mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không? Chị phải đi ra đập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười tôi chứ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi thì nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy security gì đó. Thôi chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm cho tôi làm gì? Stability là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi, stability ai biết đâu, mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy sao không, tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi. Tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Là biết lòng chỗ tị với tôi mà quen tôi nói thì chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Đâu có gì đâu biết lòng. Đỡ vậy. Ừ. Đó nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn cái gì không? À, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà... Anh quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Ờ, giải thưởng lớn lắm. Nè, thì Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền. Nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? À, lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bởi bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ, bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Chờ tôi chút. Ừ, chạy lên nha. Cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được. Cái bộ này phải cho đi đằng trước. Đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng này ai thèm đĩa. Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không?
anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó trẻ ra nè. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à, không được. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái ý cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình tập ngậm nhảy. À, ngậm gì cút vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy là không? Nhảy, ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha. Ờ. Rồi. Giờ nó vậy mẹ trước coi. À quên quên nè, quẹo quẹo cái chân lại, quẹo quẹo lại đó. Yep. Ghê quá. Vô coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hát tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Đâu bò? Có bò hả? Không phải hả? Bà đi tuôn bò bà. Ờ tao bò bò bò. Nhảy tiếp hả? Đi. Woo. Đây. Woo. Trời là những trưa ngày sầu lo, tình là những bên mơ mộng mơ. Quá trời ơi, sao ông không đưa tôi vậy vậy? Ơi, thế sao tôi đưa? Bà nhảy tục lắm mà. Thôi đứng lại. Ông nhảy ra qua coi. Đây nè. Lát nè. Khi yêu nhau tuy xa mà gần, cớ sao hãy sống cho tình yêu, sống trong mong anh khi tôi còn say. Lò hát, lò hát. Hả? Lò hát. Đỡ nổi không? Đỡ không. Không nổi. Đỡ. Không nổi đâu. Lo. Cười lên đi. Trời ơi, cười lên đi. Cười lên. Cười làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây, chàng qua húi. Không, tôi biết rồi, nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy, phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi, ông bỏ tôi vô, bật rộng tôi chết sao? Thôi bò mẹ ra vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng, phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên, hiểu không? Có giải đó thì được, sao? Tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nha, ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi, tôi không lấy tên Kim, tôi đổi tên Hương luôn. Hương. Hương Hồn. Cái tên thi gớm quá vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ vậy nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có nhiễm. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rau rau. Rồi tôi tập thêm cho bà rồi mình thi. Rau rau. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại. Chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha, từ đây mà tôi chạy ra tiệm Thúy Nga tôi mua diễn Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa.
trời ơi, gần kỳ cục chứ ba. Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi, nhưng mà mình đi thi á là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thì nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi, bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi, để tôi xếp cái ba đì lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha, ông đừng đi sau, ông đĩa hàng tôi hoài nghe ông nội. Đi ngõ này nè ba. Ờ, đi ngõ này hả? À. À, thôi đi nha, em đi ơi, em đi ơi. Dặn rồi đấy chứ, giờ này đã chưa có đứa nào ở ngoài sân đình cho ông sai việc cái nào. Cái thằng mõ đâu rồi? Ô hay nhỉ, mõ đâu? Thằng mõ đâu rồi hả? Đứa nào đây? Đứa nào đốt chát thì ngoài đây đây, với sáng tinh mơ nó làm ầm ĩ lên rồi. Ôi con lạy cụ xã, thế mà con cứ tưởng cái đứa mất dạy nào nó tới đây làm ô uế cửa đền. Con này ông thọt vào mồm mày bây giờ. Con mất dạy, thế mày là đứa nào đấy? Dạ con là Đốt, vợ của Mõ đây. Thế hôm nay tao bảo chồng mày nó ra đình sớm cho ông sai việc, thế nó đi đâu mà lại vác con vợ sang quẳng ở đây? Chồng con đi vắng ạ. Thế hôm nay nó không biết nó có việc hay nó đi vắng? Nó đi vắng là nó đi đâu mày bảo? Bẩm nhà con bận đi đánh golf ạ. Ôi thời thế đảo điên, chó lại mặc váy lĩnh, lắm khổ. Đánh golf là dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn, người ta giàu có, còn chồng mày trên răng dưới một rổ củ từ. Thế đi đánh golf là đánh cái gì? Bẩm nhà con có hẹn với lại Tiger Woods ạ. Ô tiên sư, con này đánh gốm để đánh với người, tại đi sao đi đánh với con cọp gỗ? Dạ không, cái đấy là cái người nổi tiếng lắm, Tiger Woods là người ta chứ không phải là chứ không phải là con cọp gỗ. Tao chả cần biết cái thằng Tiger Woods là cái con gì nhá. Mà hôm nay đây, bây giờ này, có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng mày hôm nay nó không có mặt thì mày phải làm thay việc làng, thế thôi. Bẩm ông, thế làng nay có việc gì thế ông? Ôi mà ôi giời ơi, mà sao mà sáng sớm mà sao mà rời nóng quá nhỉ? Đấy. Thế mà nóng ông quá. Chuyện của làng cũng to đấy, nhưng mà cái này to hơn. Cụ gác chuyện làng sang một bên đi. Gác chuyện làng sang một bên. Gớm, từ xưa giờ chỉ nhìn thấy thằng mõ, chưa có bao giờ nom thấy vợ thằng mõ đâu. Cụ khen thì con cảm ơn, nhưng mà con xin mạn phép nhắc cụ là cụ phải cẩn thận mồm miệng nha, kẻo ngộ nhỡ vợ cụ mà nghe thấy thì có mà ốm đòn đấy. Gớm khổ, con phải việc gì phải lo bò trắng răng thế. Này, có tao ở đây chả đứa nào dám động đến mày đâu. Không, con bảo ốm đòn đấy là nghĩa cụ ốm đòn đấy chứ đâu phải con. Ừ nhỉ, mày nhắc thì ông mới nhớ. Nhớ xong nổi hết cả da gà lên. Gớm khổ, con vợ tao nó tợn lắm. Mà số kiếp tao thế thì phải đành chịu thôi. Vâng. Nhiều khi ấy, nó buồn buồn nó lại sáng tao vài bợp tai. Nhưng mà thôi, tao làm ấy thì tao cũng dám nhịn đi, cho gia đình nó trong ấm ngoài êm, chứ tao sợ gì nó. Thế thì bà nhà có phước quá. Số con nó đúng là số ăn mày cụ ạ. Chồng con thì nó dữ lắm, nó chỉ cần trừng mắt thôi á thì bố bảo con cũng chẳng dám cãi cụ ạ. Ấy thế mà ông giời không có mắt,
đáng lý ra người hiền như mày phải lấy tao làm chồng mới đúng, mới gọi là lồi nào úp vung lấy, hiểu? Cụ thế được mấy đứa con rồi? Dạ bẩm cụ, vợ chồng con thì hiếm muộn nên bây giờ mới chỉ được có 6 đứa thôi ạ. Ô, hiếm muộn mà được 6 đứa á? Vâng. Gớm, nằm cái bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì. Này, dạ, vợ thằng Mó. Vâng. Hôm nào mát rời mày ra bờ ao cho ông gửi đứa. Ấy chết, cụ nói thế thì còn gì là tôn ti trật tự, quan trên trông xuống người ta trông vào sao mà được. Gươm khổ việc gai gu thì cho gì phải tôn chi trật tự. Này, dạ, ông thì tuy là lá ngọc cành vàng nhưng ông không bao giờ phân biệt giàu nghèo gì cả, miễn sao đẹp là ông thích thôi. Đấy, bởi người ta có câu là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy thế là lô lai, là lum bổ anh, là xem lum bổ ten. Nghĩa là gì cụ? Tắt đèn thì số 1 như số 10, không có. Con là gái đã có chồng, cụ mà dê con thì con kêu làng nước lên trong mà xem nhá. Ôi anh Đốm ơi, ôi làng nước ơi, cụ xã cụ dê tôi. Cấm một, ô cụ ra này. Này, dạ. Ông buồn quá, ông đứng đây ông đùa với mày cho đỡ boring thôi nhá. Tin chưa nhà mày, mày làm gì mày la to thế hả? Ừ, này, dạ. Ông nói cho mày nghe nhá, ông bà mình vẫn có cái câu này nhá. Kình nghe thì vui thú, kình nghe tép tôm lại cứ vui bề tép tôm. Thế bây giờ mày uống thuốc vào mày nằm ngủ mày chả mơ được đĩa đeo chân hạc đấy con ạ. Gớm khổ. Này, dạ. Mày có biết câu luôn màu không? Ôi, thị màu thì ai mà chả biết nó. Hồi trước ấy nó còn đi thi hoa hậu chung với con mà. Mày mà cũng thi hoa hậu á? Vâng, đợt ấy thì nó thì trúng được giải hoa hậu ăn ảnh. Còn con thì con trúng được giải hoa hậu duyên dáng. Gớm khổ, cả làng này ban giám khảo nó mù hết hay sao mà lại cho mày cái giải hoa hậu duyên dáng? Tự cụ ấy, cụ chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài nên cụ mới nói thế. Chứ sách đã dạy rằng nhá, có duyên ấy thì nó ẩn cả vào trong, vô duyên thì nó lại bong ra ngoài. Bao nhiêu cái đẹp cái duyên của con nó ẩn cả hết vào người trong của con ấy nên cũng không thấy đấy. Mẹ người mày cứ căng lên như bánh phồng tôm, cái nó ẩn vào đâu hả? Bao nhiêu nó lại bong hết ra đấy rồi chứ còn đâu. Mày mà ẩn ngược vào trong mày thở được à? Cụ này, dạ, mà thôi dẹp chuyện đấy đi. Ngày hôm nay ấy là con Màu ấy nó có việc, dạ, mày ấy phải đi ra, mày giao cho mời cả làng đến đây mà ăn khoán. Thế à? Thế giao làm sao hả cụ? Nghe tao giao rồi đọc lại một lần. Vâng. Nghe đây này. Dạ. Chiêng làng chiêng cha. Dạ. Thượng hạ Tây Đông, con gái phú ông tên là Màu Thị. Ấy cụ, con Thị Màu đó tên là Thị Màu, sao cụ lại gọi nó là Màu Thị? Mày dốt, mày không theo kịp thời đại rồi con ạ. Ngày xưa ở làng mình nó gọi là Thị Màu. Vâng. Nhưng bây giờ Mỹ Tây nó sang, nó làm, nó đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ nó phải đổi ngược lại tên là Màu Thị, hiểu chưa? Ồ, thế ồ, thế mày tên gì? Ngược. Con tên thật trong giấy khai sinh của con tên là Trần Thị Cởi. Đấy, mày sang Mỹ nó đổi lại là Cởi Trần ngay. Con chẳng dám xuất cảnh sang Mỹ đâu cụ ạ. Qua đấy thì nó cứ bắt con tối ngày cởi trần thì chết bỏ mẹ cụ nhỉ. Này, đọc lại một lần cho ông nghe xem. Mắc mớ gì mà con phải thuộc để đọc lại một lần. Đây, con đã thâu sẵn vào đây này, cụ nghe nhá. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông, con gái phú ông mày kiếm đâu ra cái quái gì mà hay thế? Việt kiều Mỹ gửi tặng cái máy thầu đấy. Con đâu có cần phải thuộc, con chỉ việc đi khắp làng gõ mõ rồi bật máy lên cho cả làng nghe là được rồi. Hay gì thế? Đâm ra hay, tự dưng mày mở lên lại ghé chiêng làng chị. Em mày chơi xỏ tao à? Sao cụ? Mày làm mõ hay tao làm mõ? Tự dưng xong mày mở này lên xong cả làng bảo tao là thằng mõ à?
Cụ à, thì coi như là con gõ ngõ cụ giao, coi như là chúng mình xong ca ấy. Thôi thôi cụ ơi, thôi để cho con đi giao vòng đi, rồi đổi về con còn con, cho con bú nhá. Thôi con đi đấy nhá cụ. Bú mớm gì sớm thế. Dạ bà đây. Dạ. Đây này, một tí nữa đấy là thằng Phú Hộ đấy nó dẫn con nó đến. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà nó đến mà nó nhận tội thì khỏi cần phải giao. Còn nó không nhận tội thì mày cứ bắt nó gia đình mà ăn khoán. Để mày mới lúc đấy mày mới cần đi giao. Bây giờ dọn nước non đi, cụ Tránh sắp đến rồi đấy. Dạ vâng, vậy con làm liền. Gớm khổ, từ sáng đến giờ có mỗi mình ông. Ồ, dạ, con lại cụ Tránh à. Ờ, ông xã. Vâng. Ừ. Dạ con chào cụ Tránh. Mày là đứa nào mà sáng sớm ra sân đình ăn mặc sexy quá vậy? Lũ tao có mổ máu dê sao? À, nó là vợ của thằng Mõ Đốt đấy ạ. À. Vậy à? Vâng. Ai design cho mày cái áo mà sao mát mẻ dữ vậy? À, dạ, à, Cao Văn Hiệp. Ồ, sang bên này. À, cụ Tránh, cụ Tránh. Ồ, chảy máu cam rồi đây này. Vậy à? Lắm khổ. Đây, mày đứng đây tí hồi cụ Tránh là học máu ra bây giờ. Sang bên đây. Dạ vâng. À, vâng, con rước cụ Tránh ngồi ạ. À. Ừ. Vâng. Giờ này sao chưa thấy cha con Thị Mầu tới vậy? Vâng, vẫn chưa thấy cha con nó đến. Chắc kẹt xe quá. Ô, cả làng mình đi bộ mà kẹt xe gì? Ông không có lộc ăn, thấy không? Cả năm trời nè, mà làng này chỉ có một đứa chữ quan thôi. Hồi tôi còn làm xã trưởng đó hả? Tháng nào cũng có đứa có bầu ở trên á. Ăn tiệc mệt nghỉ. Hết nhiệm kỳ này hả? Tôi đề nghị ông từ chức đi, đừng có tái ứng cử nữa. Thị Mầu tới. Đưa phạm nhân mà làm như rước hoàng hậu. Cho vào. Cho nó vào đi. Thế là đời nát bét, chảnh dụng suốt kiếp, chẳng dám làm gì giờ thì nát bét. Chứ nó mà đẻ con cái như thế này mà đẻ ra cái trứng mà tôi luộc tôi chấm muối tiêu tôi ăn cho nó rồi. Thằng kia, tao cho gọi con Thị Mầu chứ tao không cho gọi con Thị Lỡ. Gấm. Dạ, con chào cụ Tránh, dạ, chào ông xã. Dạ, hôm nay là tôi dẫn con Mầu nhà tôi đến đây. Đâu? Con Mầu đâu? Mầu ơi, mày đâu đó? Đang nói chuyện với Thủ tướng Canada. Chị vào đây. Từ đầu con vào liền. Nói đi anh, đừng làm cho mẹ nhanh nhanh đi. Cứ đi anh, nói đi anh, cuộc tình mình sẽ lâu dài, 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 dài. Và anh hỏng đến thăm em chiều mưa vẫn bay vậy. Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối họ. Sao anh gian dối để trong lòng em suối bời hò. Tình như hạt mưa làm ướt mắt em đấy. Ta bảo mờ mắt mày mà mù mắt mố mày đây này. Thử đã vào đến công đường rồi mày còn không lo mày chào cụ Tránh với ông xã đây còn trố cái mắt rồi đấy. Có trố đâu mang kiến, có trố đâu mà trố, thấy đâu mà nói thêm hả? Còn không mau chào. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, chào cũng phải từ từ, cũng phải có duyên dáng chứ. Dạ, Jennifer Thị Mầu và cụ xã Cát Tường. Cháu chào cụ. Dạ, dạ, Jennifer Thị Mầu, anh Chánh mạnh giỏi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Mầu? Hả? Trời ơi, bộ ở đây cũng có bọn khủng bố nữa hả? Đâu phải, ông xã ông bỏ búa. Trời, vậy mà tưởng nó bỏ bom không à? Em trời bị... ơi, em ư bị xỉu lắm tại em bị bệnh tim thầm. Trời ơi. Dạ, cho nên gõ nhẹ nhẹ thôi. Này, con Mầu. Dạ. Dạ. Tại sao á, cả cái làng này ai cũng gọi là cụ Tránh. Dạ. Chị riêng mày, mày lại gọi là anh Tránh là thế nào? Là tại vì anh Tránh anh tới nhà anh dê thẳng con mà. Anh nói Mầu ơi, đừng kêu anh bằng cu. Gì? À không, bằng cu lộn. Ừ. Nhìn mặt anh cái em nhớ cu không vậy à? Ô, hóa ra cả làng này tập họp toàn là chức sắc có máu dê. Bây giờ mới biết nhìn mặt là đoán liền rồi. Ông xã thông cảm, bị bữa đó nhậu xỉn quá tôi đâu có nhớ mặt nó. Mầu, 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 con qua đây, con qua đây.
là nữa hả? Từ từ chạy qua. Con ơi, cái chuyện cụ tránh dê con là cái chuyện trong xó bếp. Đâu có, ở ngoài phòng khách mà. Trời ơi, cái gì ra quyển đường là xó bếp nói xó bếp, phòng khách nói phòng khách. Mình phải xác định đúng vị trí người ta xử nó mới vô. Bố lạy mày, nhưng con mà đây là trước công đường, con phải cẩn thận mồm mép. Dạ. Là vì con phải nhớ là miệng nhà quan có gan có thép, hiểu chưa? Chưa, hiểu chưa rồi, mà tại miệng con có keo có dao sợ gì. Trời ơi, có gì đâu con sợ. Mà con nói bố nghe, bây giờ con góp ý thiệt, cha con mới nói cái môi bố thâm đen lắm rồi, con mụ đớp mụ đi đâu vậy không biết, ta đang nói chuyện mất lịch sự dễ sợ luôn mà. Nói bố nghe nha, cái đó là cực dữ lắm á, đừng có bẩm mà ăn nói chuyện mà như vậy hoài rồi mất mẹ cái môi, mà cái mặt không có cái môi làm sao mà coi, mà cái mặt đã xấu rồi đó. Đứng vào đây, đứng vào bên này cho bố nói chuyện. Người ta góp ý không nghe. Chỗ này là công đường chứ không phải chỗ mà hai cha con đứng tâm sự. Dạ. Thế dạ. Bây giờ ông nói thế nào? Dạ thưa hai cụ, sách có câu: con dại cái mang, tội quy vu trưởng. Con màu nhà tôi nó còn dại. Nào. Nó lỡ dại nó khôn 3 năm dại 1 giờ. Đâu có là 1 giờ đâu, 10 phút là xong hết trơn à. Đâu có tới 1 giờ dữ vậy trời ơi. Trời ơi, thiệt. Đi ra quyển đường 10 phút nói 10 phút, 1 giờ nói 1 giờ. Người ta biết giờ giúp người ta sửa, 1 giờ nó chạc thêm tiền cả chết luôn. Con là thật lòng lắm. Tao lạy mày. À dạ thưa. À, xin hai cụ cũng nghĩ đến cái tình mà hai cụ quanh năm suốt tháng ăn nhậu ở nhà tôi, mà xin nới tay làm phước ạ. Tôi nói cho ông biết nhá, quân pháp bất vị thân, phép vua còn phải thua lễ làng. À. Cả năm nay bố trên sư nó làng mới vớ được cái một vụ chữa hoa. À, nói vậy hôm nay em không chữa. Em mở hàng có chữa đầu tiên hả? Mày đấy, mày chữa đầu tiên đấy. Đúng rồi, tiếp tục xử đi ông xã. Dạ không. Bỏ qua bữa nhậu uống. Dạ không, tôi đâu có dám xin hai cụ bỏ qua. Chỉ xin hai cụ dơ cao đánh khẽ cho cha con tôi nhờ ấy mà. Này, tôi nói cho ông biết nhá, bây giờ là ăn thua là con ông thôi. Nó có chịu khai hay là không chịu khai thôi, trong hồ sơ tôi đã ghi rành rành ra đây này. Thế con màu mày có chịu thú tội hay không? Dạ. Xã ơi, xử lẹ lẹ đi, còn ăn trưa nữa, đói quá rồi. Trời ơi, mày đặt ăn trưa rồi nó thân mới lớn mà mày đặt ăn hoài. Này, phiên tòa bắt con đớp. Dạ. Mang cái búa ra đây. Tiên sư mày, cả cái đình này có mỗi cái búa này gãy mẹ nó cáng luôn thôi. Trời ơi ông. Ờ à, đó vậy đi. Trời ơi dạ. Cái búa mà bà làm được, cho bà cầm cái hồ lô. Dạ đây. Ôi sao ông xã? Đó tới ông. Đó phụ cây. Ôi trời ơi. Tiên sư nhà mày chứ cậu nhẹ không tân còn mà. Cái búa nào à? Mày mang cái búa này cái trọng lượng nó gấp 4 lần tao à. Cầm có một tay mà ông cầm tới cả người. Thế mày lực lưỡng thế kia mà. Người mày không cần tập tạ mày cũng đấy đà thế. Tao thì người ta cầm cái này cho tao chết à. Này, xài tạm đi. Bây giờ thế nào? Phiên tòa bắt đầu đây. Dạ. Mặc nói cho qua nghe nha. Nói qua nghe nè, biết sao mà ba của con nói tiếng Bắc mà con nói tiếng Nam không? Tại con muốn chơi sóc hàng đó. Con nói thiệt đó. Đừng có nhìn con giải thích thôi. Là tại vì hỏi ổng thì hồi nhỏ đó, hồi lúc mới nhú đầu lớn được cái chút cái trên liền mình vô nội trú Gia Long á, rồi xong toàn là nói tiếng Lam quên mẹ tiếng Bắc. Cái này thì ông xã khỏi có thắc mắc. Tôi cũng dân Bắc Kỳ nè, nhưng mà hồi đó vô trong Nam làm đồng tiền con su riết là quên tiếng Bắc luôn à. Dạ đúng rồi, thì ông vô đó ông cạo mũ ông ăn riết là ông quên mất tiêu rồi. Ông ấy, nó nói tôi còn tin, còn ông nói làm sao tôi tin được. Tôi nhìn cái giấy khai sinh của ông đẻ Cà Mau mà. Ủa, nói vậy chắc tôi xài lộn khai sinh người khác. Cô trắng này thiệt. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Dạ. Này, tao bảo cho con màu biết. Dạ. Cái làng này ấy, là nổi tiếng là mẫu mực. Dạ. Nhá, gương mẫu về thuần phong mỹ tục. Dạ. Quá chồng ấy còn chưa được tái giá nữa, tại sao mày là con gái lại chữa hoang? Tại vì bữa có mang thuốc mà quên uống để ngừa. Con này mày bẻ mép vậy? Thì có sao tao nói hỏi vậy? Mày này. Dạ. Mày ngủ với thằng nào ấy mày phải khai ra để làng bỏ tù nó. Mày không khai á mà mày đi tù này, rồi bố mày phải làm cố đại cả làng. Tổng số dân làng ở đây là 1.800 nhân khẩu, nặng lắm đó nhà con. Con nghe chưa, con màu nghe chưa màu.
Ủa bộ ba khóc hả? Tao khóc rồi. Tao ơi mày cái giọng ấm tưởng Trần Thái Hòa nó hát đêm đông rồi. Cái giọng trầm quá. Đâm cái đầu mày tao phen này thì bố phải bán nhà mất con ơi. Sao vậy? Thị trường địa ốc nó đang xuống bố không muốn bán con ạ. Thôi thế thương bố khai đi con. Đứa nào làm mày có bầu khai đi con. Trời ơi con cũng muốn khai lắm mà tại vì bố đó cúp điện không nhớ mặt được thằng nào. Cúp cái đầu mày chứ cúp. Ừ mày coi đây này. À, đừng ba ơi, trời ơi sang Sona nhiều tiền ba đừng mấy quan này tham lắm. Ba ơi đừng mà. Mày đi ra chỗ khác. Ba đừng. Cúp cái gì? Đây đây mà coi đây. Trời ơi hết hồn chưa. Trời ơi sang Sona mà chơi đồ 8 thế kỷ trước á chịu nổi không? Đây. Mày coi đi. 1.800 người mà 10 người một hồi vị trí là 180 thôi. Xin lỗi đi, thôi là bàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi ba nói tiếng Bắc còn dịch sang tiếng Nam đi. 180 bàn có gì đâu lo. Ba cho mỗi một bàn một dĩa cơm chiên cá mặn, xúc một đống muối thảy vô trong đó, nó ăn một bụng, nó uống 80 ngụm nước nó loài bụng nó là bụng đâu nữa ăn. Thêm muối với cá mày không mua tốn tiền hả con? Sao này. Như... Dạ. Bố con mày phải hiểu là cái làng này toàn là chức sắc việc làng đấy. Dạ. Nhá. Chứ không phải cô hồn đâu muốn bố thí cái gì ăn thì phải ăn. Dạ. Cụ Tránh. Ừ. Menu soạn đâu rồi? Đọc cho chúng nghe đi. Có đây. Thức nguyên đêm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Special menu for chữ hoa. Trời ơi. Món thứ nhất, đặc sản ốc dồi dôi. Thứ nhì, lobster xào hành gừng. Thứ ba, dì cá nướng tui. Thứ bốn, nhung nai chân cách thủy. Thứ năm, sừng tê giác đậu trắng. Thứ sáu, móng gấu ngâm mật gấu. Thứ bảy, gà đen hầm thuốc bắc. Cụ ơi, gà trắng còn chết chứ xá gì gà đen. Đấy là còn thiếu đấy. Còn thiếu một món tráng mồm. Trời. Đúng rồi, dessert vịt Bắc Kinh. Cái gì vậy bố? Con nghe chưa? Dạ nghe. Mấy món kia sơn nào hải vị như thế. Dạ. Rồi đến món tráng miệng nó còn đòi vịt Bắc Kinh thì bố tao sống dậy chịu cũng không nổi đừng con. Đừng có ơi. Lo ba, đừng có lo. Trời mấy ổng tham ăn vậy đó, ăn tráng miệng mà đòi ăn vịt Bắc Kinh. Vịt nó đâu có ít mỡ đâu, kệ cho nó ăn đi, mỡ đóng ở trong mỏ nó khỏi thở đâu con. Con thấy thương bố khai đi con. Dạ. Bây giờ mày có khai hay không? Trời ơi con khổ quá à. Bước qua em khổ quá. Chánh ơi Chánh, em nhiều boy fan lắm, làm sao nhớ được à. Con ơi à. Em bị tim thòng mà. Ông xã ơi, bé Màu tim thòng, tôi thì thòng tim à. Ông cứ gõ búa hoài nó cứ xỉu nó xà vô người tôi. Già rồi sức đâu chống nổi. Con kia. Mày đứng lên ngay. Dạ. Mày thì tim thòng, ông này thì thòng tim. Dạ. Mày cứ sắp sắp vào thế để ông thòng hết xuống bây giờ. Trời ơi đừng có lo, cỡ tuổi ổng mà còn cái để thòng là cũng mừng lắm á. Bước sang bên này. Dạ. Này. Dạ. Bây giờ thế nào? Hay là con chỉ đại được không? Áp bước quá chỉ đại được không? Con thông minh quá. Đó. Con cứ chỉ đại đi rồi cha con. Mình thoát lại. Hả? Cái làng này đâu có máy thử máu đâu mà con sợ. Công nhận cha khôn hơn con quá. Bây giờ trong làng này cha thù thằng nào cha nói đi. Nói gì? Con khai ra là chết mẹ nó luôn chứ gì. Bố nói cho con nghe, nếu mà thù thì bố thù cả làng. Nhưng mà bây giờ như thế này con cứ chỉ đại cái thằng năm con Cụ Tránh vô. Tại sao phải chỉ thằng đó? Tại vì bố ghét nó lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó đánh cờ tướng nó cũng ăn bố nè. Dạ. Nó trọi trâu đá gà cũng ăn bố hết. Dạ. Chỉ thằng đó. Là tại vì bố dở quá rồi, yếu yếu bày đặt ra gió già, bày đặt ra với con nít chơi không lại rồi thù giặc người ta. Thôi được rồi thằng, thằng năm không được. Tại sao không được? Nó bê đê. Trời trời bê đê làm sao làm có bầu, người ta phai đau ra con tội đứt bồ luôn á. Này, đại, phải khai là phải khai cho đúng tội, phải khai cho đúng người. Mày ngủ với thằng nào mày nói nhanh lên đây. Đúng rồi, không khai hả thì cho đi tù một không đi. Con ơi, con nhớ chưa? Con nhớ ra rồi. Cháu nó nhớ rồi. Nghe nói chuyện mà nóng à. Mũ đất. Dạ. Sao mày không mở máy lạnh? Ôi trời ơi, sao cụ lẩm cẩm thế? Giữa sân đình làm gì mà có máy lạnh? Vậy mày không biết đứng sau quạt người ta à? Vâng, để con đi lấy cái quạt. Nóng quá. Con nhớ chưa? Con khai đi, hai cụ đang chờ con đấy. Con nhớ rồi đấy đi ơi. Con khai đi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Vậy thì em kể đi. Con nhớ rồi xã ơi. Khai đi. Dạ, con khai đây. Con kể đây. Kể đi em. Tôi kể các người nghe. Cháu nó kể. Đời con thì mâu thực là sung sướng. Đến
tôi cặp kê, cô có nhiều trai theo nên lắm điều mộng mơ. Sao vậy? Tần khúc chiều mưa nguyện anh trên cái mồm. Bây giờ tao bảo mày khai, kêu ngao. Tao bảo mày khai chứ mày lầm bầm, mày đọc cái gì đấy? Từ từ, nó phải có mở đầu rồi tới giữa nó mới kết thúc được đó. Mưa mỗi lúc một tô, cô mới tìm chùa trú mưa, xong cô mới ghé vô nhà. Mày ghé vào nhà ai? Ý, không phải nhà mà là chuồng bò. Nhớ rồi, chuồng bò. Cái tự nhiên có một ông to cao, ông tiến tới gần con và ông hát gì nè. Đêm nay ai đưa em về, đường khuya mưa rơi náo nề. Con nghe hát xong rồi con xúc động bồi hồi. Gì kỳ vậy? Bảo Màu ơi, ta bảo chứ chứ con này nó chuyển tông liên tục nhỉ. Bộ nó hát hay lắm hay sao mà mày xúc động? Hát dở ẹt à. Mà tại vì con nói bà nghe chuồng bò nhiều rơm lắm. Mà bà có nghe câu này không? Lửa gần rơm cháy chuồng bò rơm. Này dạ. Cái lửa gần rơm đấy, mày bảo mày thấy chuồng bò rơm nhiều thì ít nhất phải mày phải nhớ được cái mặt nó chứ. Trời, mày tả cái mặt nó xem. Trời ơi trời, lúc đó con mắt nó lim dim rồi làm sao mà thấy được mà nhớ. Trời ơi, hỏi ác ghê rồi trời ơi. Con ơi, con không nhớ rõ để con không phải nhớ láng máng nó là nó cao hay nó thấp hay nó béo hay nó gầy chứ con. Đúng rồi, Daddy nói đúng rồi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Nhớ hả? Anh ấy to cao. Sao? Mặt tròn. Rồi sao nữa? Anh ấy có hàm râu bạch kim hả? Và có một cái đặc điểm nhận dạng chính xác. Đúng rồi, một rồi, một rồi. Tóm cổ thằng Chánh nhớ rồi. Nghe lên. Cái gì? Ông xã nói gì? Tóm cổ mày nhớ lại. Mình mất tự nhiên mà tóm cổ tôi là sao? Nó tả ông rồi còn ai nữa. Tướng ta to cao mặt tròn như cái nguyệt, có râu bạch kim, có cái nốt ruồi bên mép. Tiên sư mày bắt nó ngay đi. Ê khoan, con Mậu, tao có thù gì dòng họ nha mày. Mày đừng trở hại tao. Thằng Mậu ăn ngốc bắt tao đổ vỏ hả? Mày chi tao có chấm bút gì tao mới gần mình tao chịu chứ. Ông giận lắm phải không? Ông xã, kết thúc vụ án lại lên. Để nó đứng nó khai tầm bậy tầm bạ hồi hả? Tới tay vợ tôi, nó đuổi tôi ra chuồng bò ngủ thiệt chứ không phải chơi à. Ta kết thúc vụ án này. Trời ơi. Dạ, cái này nó nặng thế. Ông cần con phụ không? Mày đỡ lên hộ tao cái. Ông xã người ông nhỏ mà búa ông to quá. Tiền An! Khoan! Đứa nào đây? Ai vậy? Khoan! Gì vậy? Khoan! Gì vậy? Khoan! Các người đừng tuyên án! Đừng tuyên án! Mày là đứa nào? My name is No. I do know. Yes, I am No. Dạ, thưa hai cụ, thằng No này là cái thằng nó ở đợi nhà tôi đấy ạ. Tôi chính là thủ phạm, là tác giả bào thai của Thị Màu. Anh nhận vậy là anh ở chịu ở tù thay thế cho em hả? Em Màu ơi, bao nhiêu năm qua anh hầu hạ em, anh bưng nước cho em rửa chân. Yes. Cho nên anh thường xuyên rình coi em tắm. Trời ạ. Nhưng mà em ác lắm Màu à. Hả? Tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em làm cái gì chứ? Tại sao em lại tắm vào ban đêm kia chứ? Em thích. Anh rình hoài mà không thấy gì cả. Trời ơi, em biết là nội quốc của anh như thế nào hay không? Cho nên anh tha thiết yêu em, giống như trong tù người phu khiêng kiểu cưới. Và hôm nay sao anh? Anh quyết định tới đây bày tỏ tình yêu của anh với tất cả mọi người bằng cách nhận anh là tác giả của cái bào thai này. Hết. Hay, hay quá anh ơi. Trời ơi, con người anh nhỏ bé mà tâm hồn anh cao thượng quá. Mà trời ơi, mấy con quỷ kia nó ác ghê. Mấy lâu nay nó đồn anh bóng. Không, anh không bảo. Thì đó, em nói đâu có thằng bóng nào mà xấu dữ vậy. Trời ơi, anh ơi. Anh ơi, em nói cho anh nghe. Cô giáo ngày xưa có dạy em rằng. Hả? Mậu. Anh, cô nói đừng thấy thằng nhỏ con mà tưởng rằng trong người nó thứ nào cũng nhỏ. Không đâu, trời xanh có cái này cái kia, nếu tất cả đều nhỏ trời sẽ cho nó cái khác bự để bù. Cái bự của anh là trái tim
em anh đó nơi. Em Màu. No. Em hãy ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em đi. Anh ơi, vào trong tù cẩn thận nha. Anh biết rồi. Qua cha em dặn dò gì. Dạ thưa ông. Thôi thì đến nước này thì thôi con cứ vui vẻ con vào ở tù nhé. Dạ. Thế thì mãn hạn ra đó thì ông lại cho con về nhà ông con ở đợi tiếp tục. Trời ơi, dạ. Cái cuộc đời con hết ở đợi tới ở tù vậy ông. Anh. Em hả? Anh chia tay với em nè. Dạ. Anh chúc cho Màu mẹ tròn con vuông nha. Trời ác quá, tôi tròn vậy nó chút nữa tôi lăn hay chi. Trời ơi, con tôi mà vuông làm như bánh chưng bánh dày. Em Màu. Anh Nô. Hãy ráng chờ anh em nha. Yeah. Đừng lấy thằng nào nhé em. Oh yeah. Anh hứa khi ở trong tù. Sao anh? Anh sẽ ráng tìm cho được lá diêu bông. Trời ơi. Oh, yeah. Để anh về em gọi anh là chồng. Anh ơi, ráng nha anh. Ráng ở tù nha anh. Xong. Cố gắng ở tù cho tốt nha anh. Anh biết rồi, xong rồi, chia tay xong rồi. Tiền em. Quang. Chuyện các người. Các người cứ làm. Trời đất ơi. Lửa là phải hủy. Ra tay đi. Sao giống đời cô lũ quá vậy? Thì đó bây giờ chuyển sang đời cô nô. Trời, trời ơi. Sao giống xả. Mày đang đỡ cái búa sao mày về thả ác thế hả thằng Lô? Con cũng đỡ cụ mà. Không xả. Bắt nó đi. Đem nó đi ngay đây. Dạ. Em Màu, dạ. Màu. Anh no. Đem nó đi. Em Màu. No. Đem nó đi đi. Đem thì nó đi ngay. Con tao mày. Tụt mấy tao bây giờ. Buồn già. No. Nghe nói nè. No. Xin hãy hôn anh một lần. Con đang sẽ hôn anh trai. Ngày mai ta ra xa nhau thật rồi. Ê cô cháy, cô cháy. Em biết khi tàn bóng đêm. Oh yeah. Bình minh rồi sẽ mang anh thật. Bè tiếp nha. Come on, come on. Tiên sư chúng mày bây giờ còn chờ đến bình minh mới mang nó đi à? Mang ngay bây giờ. Em Màu. Chị Năm hả? Chính nè. À trời ơi, cái vụ bữa nhờ chị sao rồi? Kiếm giùm cái nhà ngoại cảm thì tới coi giùm cái nhà tôi sao nó bị cái gì giống như là ám hay sao không có ai lui tới, bạn bè xa lánh, tình yêu thì cô quạnh đó, nhớ không? À, sao? Trời ơi, sao hứa hoài vậy chị? Ráng giúp giùm tôi đi nha, tôi cần lắm. Có gì gọi tôi nha. À, rồi, cảm ơn. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rỗi cả nùi. Trời ơi, thằng cha Tư đa tình rồi đó, hàng xóm đó. Mà ngày nào cũng hát cái ba cái tập nhạc đâm ban của nhà mình nhức đầu đang rối rồi cứ hát gì hoài à. Xuân đến mang cho một niềm riêng, đất mẹ máu bình yên. Trời đất ơi, mày hát gì mà hát tầm bậy vậy hả? Hát gì mà hát hoài vậy? Im đi, không hát nữa. Hát nữa đi tớ lỡ ngày kia sống nó càng rồi đã nó mòn từ từ. Trời ơi, hát cái gì kỳ vậy? Mày ngồi mà bước qua đây. Bước đây nói chuyện tao nè. Đồ già suy mưng. Chữ ai già suy mưng? Tao có miệng tao hát kệ người ta. Sao vô duyên vậy? Tôi hát bên nhà tôi, bữa hát nhà ông hả? Trời ơi, tôi đang có chuyện, tôi rối não lắm rồi, hiểu cái chưa? Cái chuyện ông có chuyện là chuyện của ông. Hàng xóm láng giềng có ai chơi với ông đâu. Tôi cũng đâu có chơi. Ông có chuyện gì kệ ông. Nè, vô diêm. Có chuyện gì thì không cần biết. Nhưng mà mày hát từ đó, mày mua cái dàn karaoke về mày hát giọng ở đây hả? Không để ai ngủ nghe vậy trơn á. Bởi tao nói mày nhiều chuyện quá. Nếu mày không thích mày đóng cửa lại. Gì? Mày đừng nghe. Mày lấy bông gòm mày nhét lỗ tai lại, mày đừng nghe. Người ta hát đó là chuyện của người ta, sao mày lãng xẹt vậy trời. Lãng cái gì? Cái gì mà hát nhạc đàng hoàng á, không nói. Hát ba cái nhạc gì tào lao. Bây giờ nè. Nhạc đó mà tào lao. Sao nhạc tào lao? Nhạc đó bao nhiêu năm trời người ta vẫn nghe mà tào lao. Nhưng mà bây giờ xã hội tiến bộ rồi phải không? Mày phải hát cập nhật mỗi ngày. Mày hát những cái nhạc mới bây giờ, thịnh hành bây giờ, hiểu chưa? Nè, mày lớn tuổi rồi. Mày phải hát những cái nhạc cho mình thấy mình trẻ trung lại, hiểu không? Cái tâm hồn mình nó trẻ lại. Hát ba cái nhạc gì buồn thảm gì cũng hát.
tôi không tân tiến như anh. Anh làm ơn cho tôi vài bài được không? Cái đề tài mày thách tao nha. Ờ. Nhạc bây giờ hát một cái là hiểu liền. Hay. Thấy chưa? Nghe là thuộc liền. Ờ, hát thử coi. Mày nghe bài này nè. Ờ. Tình mình như cái ly bể, tình mình vung vơ thế sao, đập vào tim anh thật đau, đập vào tim em thật đau, đau quá, đau ơi là đau. Áu. Hát là hiểu liền. Mày hát gì? Khó hiểu, suy nghĩ động não, nhức nhuỗn não. Hiểu chưa? Cái hiểu hay không á thì về nhạc thì tôi chưa nói, cái động tác của anh là tôi hiểu rồi đó. Gì? Anh đang luyến tiếc lắm đúng không? Luyến tiếc cái gì? Đụng vô mà đâu còn gì. Tào lao ba cái nhạc gì? Tình mình như cái ly bể. Tào lao. Cái ly đó là quánh vô mặt mày cũng đau nữa chứ đừng nói. Hát vậy mà cũng hát những cái bài hát tình cảm, hát ra người ta nghe trời ơi hình tượng nó đẹp, thật đẹp. Tình cảm cái gì? À, đây tình cảm đây, nghe tiếp nha. Có luôn hả? Còn ngắn gọn hơn nữa. Hát đi. À, khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu... Này cập nhật tin tức cũng lẹ thiệt á. Mới về đây mới thấy trên mạng đây, giờ nằm đây rồi. Khi sao? Đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh rồi. Trời ơi, nhục nhã gì mà mày cũng làm được hả? Cái gì nhục? Mày đòi quà lại mà mày nhục nhã mày cũng làm được. Hát vậy mà hát, phải hát như đây nè. À, hát mà tâm hồn nó phải lắng động trở lại. Khi người ta nghe từng câu, từng chữ người ta thấm rồi người ta mới thấy đã. Nói không à, ha? Không có thấy. Đây, nghe. Mời bạn nghe nha. Quê hương dân tộc thôi. Anh đứng bên đây sông chờ trong mù u chưa chín, em đứng bên kia sông chờ trong mù u nó chín chưa. Mù là mù ăn mấy mày. Ê! Ăn chưa chứ tao ăn rồi. Mày hát tào lao hả? Tao mà không chận đúng lúc mày giết, mày giết hết trời đất nhà hả? Mày ăn cái gì hả? Lộn. Tào lao. Tao lộn. Lộn con khỉ. Ăn gì kệ mẹ tao. Mày vô duyên à. Tao ta chỉ hát là mày ăn chưa chứ tao ăn rồi. Nhưng mà đó vẫn là âm nhạc. Thấy chưa? Thôi tao không có nói vụ âm nhạc nữa. Thôi hả? Nè. Gì? Mày đi nha. Mày nói mày là bạn tốt, sáng láng giềng tốt phải không? Mày đi ra mày chợ, mày ra rêu rao, mày nói tao là nào là cái gì cái đó, bụng xỉn, sống ích kỷ, hả? Nè, tao chưa nói nha. Cái ngày tất niên của bà nhà bà năm bà tổ chức á, mày lén mày bỏ thuốc sổ vô ly bia của tao. Làm tối 23 đưa ông táo thì tao đưa đâu có được. Băng phổ bông cả đêm luôn. Ủa vậy hả? Chứ còn gì nữa? Ủa hèn gì tao thấy điện nhà mày sáng trưng mà không thấy mày đi qua đi lại mà nghe toàn tiếng pháo không? Mày còn nói nè. Ăn Tết sớm quá vậy con. Trời ơi trời. Cái đó là tại mày. Mày ăn ở sao tao ghét người ta mới bỏ thuốc sổ vô bia mày. Nè còn nói nữa. Tao mới nói hồi nãy ha. Vậy? Mày á. Mày đi mày rêu rao. Mày nói tao bụng xỉn chứ mày bụng xỉn cái gì nữa. Bụng xỉn gì? Con hàng xóm có ai nhờ được mày gì không? Ha. À, cái cây rụng cái lá qua nhà. Tao biểu mày chặt cái nhánh cây đi. Mày cũng sợ. Mày nói ủa cây của tôi nó xà qua thì chịu khó lụm lá đi. Mày sống vậy mày sống với dế chứ mày sống với ai? Mà chưa hết nữa nha. Vậy? Mày còn đi rêu ra mà nói tao già mà vô duyên tới giờ này không có vợ ha. Ha. Ở dơ cho nên không có gái nào theo, có không? Cái đó tao không có nói nha. Trời nói. À, tao chỉ đồn thôi chứ tao không có nói. Tao đồn cho người khác nói. Ôi hàng xóm mày thôi nha. Không phải, tao không có đồn. Tao không có đồn bằng miệng, tao viết giấy tao gửi qua nhà khác. Mày đánh quá ha. Chứ ăn ở không làm gì quẩn mà. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện đó có chứ không phải là không. Tao sao? Hỏi mày nè. Ở gần xóm là tao thấy rõ ràng. Cái bộ đồ mày mặc tuần lễ mày không giặt. 7 ngày mày mặc có một màu một. Mày mặc sặc sỡ quá, tao để ý tao thấy liền. Thấy không? Ước mơ của mày là tao biết rồi. Mày ước mơ thành con cú đúng không? Tào lao. Ước mơ là mày phải thành con công con phụng mới đẹp. Tao như ước mơ làm con cú. Thì đó, ước mơ ở giờ mới thành con cú đó. Tao không có giỡn với mày, tao ở giờ nào? Giỡn gì? Hả? Đó, vậy chứ mày mua xà bông về làm gì? Mỗi lần giặt đồ thì mày nói là... Thao xà bông. Đó,
đó thấy không, con bụng xỉn hay không ở chuyện này mày biết nè. Bạn gái tới nhà đó, mày mời nước mày sợ là hao nước, hao nước ở đó đúng không? Thì bụng xỉn là đúng rồi. Chưa đâu, bà con còn đồn ghê lắm. Đồn gì? Bà con còn đồn mày hả không có vợ tại vì mày là bán xà bông. Bán xà bông là gì? Là bóng xà bang đó. Nè mày giải thích cho rõ ràng nha mày. Bóng xà bang là sao? Mày bóng xà bang là mày bê đê đó. Sao cái mặt mày cũng không hiểu hả? Chưa hiểu lắm. Bê đê đó tiếng Tàu người ta kêu là nã duyền, tiếng Thái người ta gọi là cà thơi, tiếng Anh người ta kêu là gay. Đó, ở ngoài Bắc gọi là đồng cô, đó, ngoài trong Nam gọi là bóng, đó mà tiếng Trung gọi là lẹo cái. Đó. Thôi đứng nói sao lẹo cái nào mày? Mày không lẹo cái sao mày không có vợ? Mày đừng có nói tao ha. Sao? Mày nhìn lại mày đi. Giờ này mày cũng đâu có ai đâu ha. Mày đặt. Xin lỗi mày, tao không có vợ là tại tao sống theo di chúc của má ta, theo lời dặn của mẹ ta. Dặn gì? Trời, mẹ ta dặn trước khi chết, mẹ ta nói rồi: con ơi, không có mẹ bên cạnh, con đang tuổi lớn, nhớ giữ trinh tiết. Thì gớm. Vậy là tao ở vậy luôn. Chưa có bà mẹ nào mà nói con mình phải ở giá cho mày được cái tàu lao mày ơi. Nói mày nói cũng phải. Đó sao mà tự nhiên tao cảm thấy nó lạ lạ. Rồi trước khi ba tao qua đời, tao cũng hỏi ba tao. Nó hồi đó lúc đó có ba ngồi bên cạnh mà sao mẹ dặn con kỳ cục tới giờ này con không dám lấy vợ. Ông nói dặn cái gì? Nói là con nhớ giữ trinh tiết. Ông nói đúng rồi. Mới tới chữ giữ trinh tiết là mày chạy mất tiêu rồi. Còn ba chữ sau nữa là vài năm thôi. Thiếu có ba chữ thôi mà ở giá tới giờ. Đó cho mày hai, nhưng mà tao nói mày nghe, bây giờ cũng đâu có muộn gì đâu, hiểu chưa? Mày vẫn tiếp tục kiếm lập gia đình được mà. Ôi mày cùng tuổi với tao mà, hai đứa mình biết rồi, giờ nó quéo cò mẹ hết rồi, lấy về chi nữa. Còn lâu mày quéo tao, không quéo mày. Chưa chắc hả mày. Thôi nói chuyện mày mệt, tao về tao chuẩn bị gói bánh tét mai cũng. Đồ cái thứ, nhìn là biết ế chảy nước rồi. YouTube ha, YouTube. Thu cái gì mày? Nhiều chuyện ở cạnh nhà hàng xóm nhức đầu. Alo. Hả? Chị Năm ơi, sao rồi chị Năm? Cái gì? Có rồi hả? Hay quá. Chị nào tới. Tôi xíu đó hả? Dạ. Cảm ơn. Khổ lắm. Từ hồi mẹ còn á thì hàng xóm lui tới thường xuyên thăm viếng. Từ hồi bà mất tự nhiên biến hết trơn, không còn ai hết trơn. Cũng tại mình nữa. Chắc là do kinh tế nó xuống, làm ăn không được, cho nên là bạn bè từ từ nó xa lánh. Mà phải chi mình đâu, có nhiều người ta làm ăn được lắm chứ. Bà Ngọc Quang bán hột xoàn nè, lần bán cái bụng vậy đó. Người ta tới thấy hột chút xíu à, nó trầm trồ khen ngợi trả giá cả mấy chục ngàn, trong khi hột tôi bị lớn nha. Không, nhìn cái chê nó sượng. Hột mít. Khổ lắm, bây giờ cái kiểu này chắc sang năm là phải mới là phải đổi buôn bán hột é thôi, chứ hột mít buôn bán kiểu này có ngày dân chúng là than phiền chết luôn à. Ăn mít hoài đâu có tốt. Kẹt. Hello. Ủa? Chào con, nghe đồn ở đây đang cần người phong thủy. Ta được sự giới thiệu của bà Năm Trang đây để xem đây. Wow, dạ đúng rồi, dạ con chào thầy. Xin lỗi anh, tôi không dạy anh một ngày nào. Ông bà ta có câu, một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy. Tôi chưa dạy anh chữ nào thầy mẹ gì. Dạ, con chào cô. Mắt mày mù à? Cô thì ít nhất nó phải có ít hoa trên người chứ. Người ta gọi là nhũ hoa, mày hiểu không? Từ trên xuống dưới như cái sân bay thế này thì cô làm sao? Như vậy thì con xin chào ấy à. Xin lỗi anh, tôi được sinh ra từ một gia đình, từ một gia tộc, từ một ngôi nhà có cha sinh mẹ đẻ. Thế người ấy thì phải có tên, có tuổi, tại sao lại gọi là ấy?
ấy là khi nào người ta đau bụng, người ta đi vào trong chỗ kín đáo, người ta gọi là đi ấy. Thế không nhé, mỗi lần người ta vào đấy, người ta lại gọi tên tôi à? Ờ vậy thưa, con phải xưng hô sao cho nó đúng đây? Cứ gọi là cậu đi. Dạ, con chào cậu. Cậu chào con. Dạ. Thế con đã chuẩn bị hết chưa và cần xem những gì? Dạ, nhà con lúc này sao ít người lui tới, tình duyên thì cô đơn hiu quạnh quá. Nhờ thầy cô giùm coi nhà con có bị ái ám không vậy? Không những nhà anh bị ám mà cả anh cũng bị ám nữa đấy. Để thầy xem hết cho. Chuẩn bị đồ lễ hết chưa? Đồ dạ. Cúng đâu? Dạ, cô chuẩn bị xong chưa? Mang rồi. Ra đây. Dạ vâng. Đây, lễ vật cúng đầy đủ hoành tráng. Coming up. Đầy đủ hoành tráng là tốt rồi. Dạ. Mở ra đi cho ta làm pháp sự. Thôi mày ăn mẹ nó hết đi. Mẹ tin sư mày, mày cúng thánh thần, mày cúng một quả chuối này á. Mày bốn chỉ nó cũng vừa phải thôi chứ. Cậu ơi, cúng nguyên nãy nó chín cùng một lúc ăn sao hết. Cúng chai nào ăn chai đó thôi. Thế mà người ta không đồn là lạ đấy. Thế mày còn hương đâu? Dạ đây, đầy đủ. Có mỗi một cây thế à? Dạ vâng, đốt nhiều quá khói bị dị ứng. Rồi. Này. Dạ. Thôi mày tự thắp đi, mẹ tao thắp tao nhục lắm. Từ xưa giờ thắp toàn ba cây. Hôm nay gặp thằng này thì thôi một cây. Dạ. Thế hôm nay mày khấn đi để thầy kêu người về thử xem nào. Dạ. Oh no. Cái gì đâu? Hả? Về đông lắm, mày khấn sao mà về đông lắm? Hay quá. Về chật hết cả sân mà đi hết rồi. Ủa sao vậy? Nó bảo vào đây ăn một quả chuối thì có chó gì mà ăn đi hết rồi. Bây giờ sao cậu? Thế thôi, thần thánh là không về rồi đấy. Mày kỳ khấn dòng họ mày đi. Dòng họ mày đôi khi người ta thương thương nể nể mày, còn có người về chứ thần thánh là sợ mày chạy mặt hết rồi. Dạ. Oh yeah. Ghê vậy mày. Sao có oh yeah trong này nữa? Có một vong nữ sắp về. Mà tao ép quá, tao phải ép mới chịu vào, nhất định không vào, kinh chưa? Mày ăn ở thế nào mà nữ còn phải chạy? Dạ ép được không? Oh yeah. Come on baby, oh yeah. Sao cậu? Có vào không? Vô rồi. Dạ ai đây? Mẹ mày. Cái gì vậy? Cái gì cậu chửi con? Ồ, mẹ con đây nè con. Mẹ là mẹ của con. Phải không? Con khỏe không? Con thấy giọng lạ vậy? Mẹ mày mà mày không nhận ra hả thằng mất dạy? Hả? Tao giả gãi răng với mày hả? Mày nói chuyện mẹ mày, mày hả hả mày? Sao con hả với mẹ vậy con? Tôi nhìn thấy lạ. Thôi được. Mẹ, tại vì mẹ mượn xác của cậu này mẹ vô thôi nên con không nhận ra mẹ. Nhưng khi mẹ nói chắc chắn con sẽ nhận ra mẹ. Bởi chuyện này chỉ có mẹ và con biết thôi. Dạ chuyện gì? Con hay cúng chuối xanh cho mẹ ăn hàng tháng đúng không? Wow. Dạ đúng vậy. Ừ, bà nội cha mày tại sao chuối chín mày không cúng? Mày cúng chuối xanh, mỗi lần mày cúng chuối xanh là tao phải chạy sáng nhà sáng cửa. Ủa sao vậy mẹ? Chạy phải đi kiếm bánh tráng, thịt heo, rau sống, chấm mắm nêm. Chứ chuối xanh ăn giọng cung mày á gì được mày. Tội nghiệp quá. Mà con thấy đó, người ta đốt là đốt nhà, đốt cửa, đốt vàng, đốt tiền. Chứ đâu có ai đốt mắm nêm, rau sống đâu. Mùa cái đó dưới đó căng lắm con ơi.
Còn thiệt. Chưa hết đâu. Khổ, thiệt là khổ. Còn cái gì nữa? Con nữa. Dạ. Mẹ nói cho con nghe, sở dĩ nhà này không có ai lui tới là tại cái tính bụng xỉn và sống tự kỷ của con. Mày sống hàng xóm không ai ưa thì ai tới với mày? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, con không biết người ta, người ta đâu cần biết tới con, hiểu không? Ông bà mình có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Tại sao có một người đẹp trai như thằng Tư bên kia tính tình hiền hậu, sao mày không chơi với nó? Thằng Tư là Tư cà chớn, không có đàng hoàng đâu. Cà chớn quýnh chết mẹ mày chứ cà chớn. Mẹ nghe mẹ tức quá, mẹ muốn đánh con luôn à. Mẹ nói mà con dám cãi lại mẹ, nó dễ thương lắm đó. Nó hát khùng khùng vậy chứ dễ thương lắm đó con. Dễ thương chỗ nào? Phan Phan. Alo. Ờ, Tư Tình nè. Lấy bánh tét hả? Ờ, à, tối nay vớt đem qua cho. Trăm đòn phải không? Rồi. Mới 29 mà lo gì? Ngày mới còn 30, chưa 30 cúng được rồi. Mẹ nè con. Mẹ cái đầu mày thằng Tư. Tao thấy mày gãi tao nghi rồi. Mày chuyên môn gãi chỗ này, đúng không? Mày nghĩ sao vậy? Mày giả, mày đeo kiếm, mày đổ tóc giả, mày ăn mặc không giống ai. Mày vô, mày chửi tao, ha? Bạn bè gì kiểu kỳ cục vậy, ha? Qua tao chửi mày là đúng rồi. Chửi gì? Không thôi để mày tốn tiền, mà mày còn mang nhục nữa. Nhục gì? Tự nhiên mày kêu thầy phong thủy về làm chi? Hả, mày kêu thầy phong thủy về á? Mấy ông là gặp mấy ông đàng hoàng không nói gì, gặp cái thứ lường gạt là mày tốn tiền, thấy chưa? Còn mày qua, tại sao tao sợ mày nhục? À, sợ mày nhục là chưa có ai cúng mà gì khốn nạn như mày. Mày coi mày cúng à, nửa cây nhang, cây đàn cày. Ủa, nửa cây đàn cày, cây nhang, trái chuối. Mày cúng ai ăn? Thứ gì? Chuyện của tao mày, không cần mày xía vô. Tao qua tao mới nói với mày á, tao giả mẹ mày để tao nói chuyện đó với mày á. Không có ai ám mày hết trơn á, mày tự ám mày thôi. Có người mày, mày không biết giao du với mọi người thì ai dám giao du với mày? Cuộc đời mày á, sẽ chết trong cô độc. Thứ mày vậy, thiệt. Kệ tao. Ê, bạn bè, ở kế bên xóm, mày đau bụng, mày bắn pháo bông cả đêm. À, mày cũng không dám kêu ai, mày tiết kiệm, mày cũng đâu có mua thuốc đâu. À, tao thấy tội nghiệp, tao đem bịch thuốc. Bữa đó mày có uống bịch thuốc trên đàn không? Có. Bà nội mày của tao đưa đó. Tao nói cho mày nghe, không phải tao bỏ thuốc sổ vô bia cho mày uống đâu. Bữa đó là ăn tất niên ở nhà bà Năm ha. Rồi bữa đó bà nấu chè làm sao á, rồi ăn cả xóm bị hết. Tao cũng bị mà, nhưng tao bắn ít hơn mày. Còn mày thì lúc nào cũng rình rạch tao hết trơn á. Rình rạch gì? Mày nói đúng à? Mày ra chợ mày nói tao á, cái đặc điểm tao là gì mày nhớ không vậy? Ủa thì cái đó đâu cần người trong nhà mới biết. Tại mày cứ tiết kiệm, mày sợ tắm ở trong nhà mày tốn đèn, tốn điện. À, mày ra hàng rào mày tắm hoài tao thấy thôi. Tao thấy tao mới phe người ta thôi. Mày phe gì? Đâu có, phe nhẹ nhẹ thôi à. Phe gì? Cho nó từ xưa giờ một cốc nó biết nổi ghê. Nó nổi trên cái núi đằng sau khe nước của mày. Ở đâu? Ở trên cái mông mày đó. Mày im ra mày. Tao cấm mày đi nói rêu rao nữa. Thôi đơn giản này thôi nha. Mày có chơi với tao không chơi gì cũng vậy. Tao chỉ nói mày một cái điều là tao đuổi ông thầy gì của mày về rồi. Thằng cha đó lường gạt hết cả cái xóm này rồi. Tao qua tao giúp mày thôi. Còn tin hay không là chuyện của mày. Chơi với hàng xóm hay không đó là chuyện của mày. Sau này mà cô độc kệ mẹ mày ha. Tao đi về. Đứng đây. Mày làm gì? Mày ngon quýnh đi. Ngon quýnh đi, tết nhất chơi luôn rồi mày. Mày cho không? Tao nói mày hai câu thôi. Nói đi. Tha lỗi cho em đi anh tao. Cho ôm mấy coi. Trời ơi, con bán xà bông. Mày bóng thiệt rồi đó. Giỡn chơi thôi à. Mày đừng nói cái gu của mày là tao nha. Mày chết liền đó. Không, tao nói thiệt, tao khuyên mày câu vậy thôi nha. Thôi cảm ơn bà nha. Bà con láng giềng á phải sống đàng hoàng. Rồi. Con ta thương. Hiểu rồi, nhờ được. Anh nói bữa nay tôi mới sáng mắt ra. Mấy gà của mày tao nhốt ở nhà tao á. Chứ còn gì nữa? Đúng rồi, mày không có đóng chuồng, đóng gì á. Mày để ở ngoài, tết nhất mấy đứa đi ăn cắp á. Hèn gì, tôi tưởng là bị ăn trộm rồi đó chứ. Tào lao. Ở bên cạnh mày, mặc dù tao không làm gì cho mày, nhưng mà tao lo mấy cái việc lặt vặt vậy được rồi. Thôi nha. Vậy là tao vui rồi đó. Bữa nay tự nhiên tao vui vẻ, sợ tao muốn hát Săn săn ai săn đá về. Thôi vậy đi. Hát hoài. Bây giờ Tết, bây giờ chúc bà con cô bác một câu đây. Chúc hả? À? Ừ. Bây giờ tức cảnh sinh tình, nói luôn phải không? Nói luôn.
coi như là xuất khẩu thành thơ. À, chúc bà con hàng xóm đi. À, mừng xuân Giáp Ngọ, kính chúc trăm họ mọi việc an khang, sung sướng giàu sang, tiền vô chi nước, sức khỏe dồi dào, công toại thành danh. Chúc mày mừng. Đọc tào lao, mày phải theo thơ của ta mới đúng. Mày đọc ví dụ đi. Tiền vô như nước, già thì hưởng phước, trẻ đẹp long lanh, công thoại danh thành. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thôi vậy này. Tầm mấy tầm ba. Mê mê chua lè vậy ta là. Happy New Year. Happy New Year. Trời ơi, chúc mừng mày. Năm nay là năm của mày đó. Làm gì vậy? Mày già mà mày ngựa quá.